Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, tháng 4 năm 1917, bước ngoặt quan trọng nhất của cuộc chiến thế giới thứ nhất đã xảy ra. Mỹ chính thức tham chiến cùng với lời tuyên chiến với Đức. Tuy nhiên, họ cần mất một thời gian để di chuyển gần 4 triệu quân vượt qua Đại Tây Dương, nơi có các tàu ngầm hoạt động cực kỳ nguy hiểm của người Đức, để hội quân với phe Hiệp ước. Tướng Erich Ludendorff của Đức ở mặt trận phía Tây hiểu rằng để điều này xảy ra thì đó sẽ là sự chấm hết cho nền Cộng hòa Đức. Vì thế, ông ta đã chơi một canh bạc tất tay, đó là mở cuộc tiến công cuối cùng để giành thắng lợi trước khi quân Mỹ xuất hiện. Trong 3 năm khủng khiếp và tàn khốc, những đội quân của Anh, Pháp và Đức đã chiến đấu vô cùng ác liệt trên mặt trận phía Tây. Đức thậm chí còn phải căng mình chiến đấu trên cả hai mặt trận. Vì vậy, phe Hiệp ước tại đây có quân số đông hơn, mặc dù họ không thống nhất về quyền chỉ huy. Cũng chính vì lý do đó, thế nên ở giai đoạn đầu, phe Hiệp ước đã phải trả một cái giá rất đắt, đó là hàng trăm nghìn nhân mạng khi để quân Đức tràn qua và đánh chiếm lãnh thổ Pháp cùng với một số khu vực Tây Âu. Vào ngày 3 tháng 2 năm 1917, Mỹ đã chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đức. Mỹ là một nước lớn, đông dân gần bằng Nga và ngành công nghiệp thậm chí còn phát triển hơn cả Đức. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác của người Mỹ lớn hơn rất nhiều so với bất cứ một quốc gia nào khác ở châu Âu. Có vẻ như chắc chắn là Mỹ sẽ tham chiến bên phe Hiệp ước. Việc này khiến Anh và Pháp vô cùng vui mừng, thế nhưng lại khiến Đức tuyệt vọng. Nếu như phe Hiệp ước lại có thêm một đối thủ hùng mạnh thì phe Liên minh lại phụ thuộc quá nhiều vào Đức, khi mà chỉ có Đức là có đủ tiềm lực kinh tế, quân sự đủ mạnh để gánh vác chiến sự. Mặc dù là quốc gia lớn và có tiềm lực kinh tế, Hoa Kỳ cũng không thể lập tức gây ảnh hưởng ở mặt trận châu Âu. Mỹ có lực lượng hải quân lớn và hùng mạnh, thế nhưng lục quân thì nhỏ bé và thiếu những vũ khí hiện đại. Ngoại trừ súng trường, Mỹ gần như không sản xuất những vũ khí chiến tranh hiện đại như súng tiểu liên, pháo, xe tăng và máy bay. Những diễn biến phức tạp liên tiếp xảy ra khiến tình hình chiến sự liên tục chuyển biến. Tháng 10 năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công. Lenin và chính quyền Xô Viết giành chính quyền, cũng như chính thức tuyên bố Nga rút khỏi chiến tranh. Mặt trận phía đông của phe Hiệp ước đã sụp đổ. Điều này có thể khiến Đức kéo thêm quân từ các mặt trận khác tăng viện trợ cho mặt trận phía Tây. Từ những diễn biến trên, Erich Ludendorff, người nổi tiếng vì chiếm giữ những công sự của Bỉ, và Paul von Hindenburg, tham mưu trưởng của Đông Phổ, đã thấy một cơ hội để loại Pháp và Anh ra khỏi vòng chiến đấu trước khi Mỹ có thể ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến. Đối với Erich Ludendorff đầy tham vọng, nó giống như một món quà từ thiên đường. Trong suốt nhiều tháng trời, cả hai phe Liên minh và Hiệp ước tại mặt trận phía Tây đều ở trong tình trạng cầm cự trong các chiến hào, không bên nào chiếm được lợi thế so với bên nào. Trong tình hình đó, quân Hiệp ước có một kho vũ khí mới, đó là xe tăng được phát minh bởi người Anh. Tuy nhiên, Erich Ludendorff không ấn tượng với những chiếc xe tăng lắm. Ông ta cho rằng những chiếc xe tăng không cơ động và về cơ bản thì nó cũng sẽ không phá được hệ thống chiến hào. Erich Ludendorff đã nghĩ ra một cách khác để phá vỡ thế bế tắc. Vào mùa đông năm 1917-1918, tất cả bộ binh Đức được huấn luyện theo những chiến lược quân xung kích mới. Những người lính trẻ và linh hoạt được tụ tập thành nhóm những tiểu đoàn xung kích. Cứ 4 sư đoàn thì có một tiểu đoàn xung kích. Những đơn vị xung kích này có nhiệm vụ dẫn đầu địa hình, nhanh nhẹn, né tránh hỏa lực, bỏ qua các chốt tiền tiêu mà lao thẳng vào các vị trí hỏa lực mạnh hoặc các vị trí chủ chốt để thu hút hỏa lực, cũng như nhanh chóng vô hiệu hóa những đơn vị hỏa lực mạnh của phe Hiệp ước, một kiểu đánh cảm tử. Erich Ludendorff cũng không cho quân tiến công thành các đơn vị đông đảo nữa, mà chia nhỏ lực lượng để tăng tính cơ động. Thay vì những mục tiêu cụ thể và hạn chế, Erich Ludendorff đang tìm kiếm thắng lợi hoàn toàn một cách nhanh chóng. Erich Ludendorff tính toán một địa điểm mà quân Pháp và Anh gặp nhau. Ông dự định sẽ cho các đơn vị của mình tốc chiến, vượt qua các ổ kháng cự nhỏ lẻ để tiến nhanh về phía Bắc và tập kích quân Anh và Pháp. Quân Đức sẽ bao vây quân Anh và đẩy họ về những cảng ở eo biển. Tất nhiên, Hải quân Hoàng gia Anh sẽ yểm trợ. Vì vậy, cuộc tấn công của ông không thể loại bỏ Anh. Tuy nhiên, Pháp thì có thể. Cuộc tấn công này sẽ loại Pháp ra khỏi vòng chiến đấu và nó có thể kết thúc chiến sự trên đất liền của Tây Âu. Thế nhưng dù sao thì người Đức cũng phải nhanh chóng tiến lên bởi vì những người Mỹ đang đến. Vài tháng trước đây, với người Đức thì việc tiến công hạ đo ván đối thủ có vẻ không cần cấp đến mức như vậy, và họ thì có thể tiếp tục duy trì tình trạng cầm cự trong các chiến hào.
Đô đốc Eduard von Capelle, Bộ trưởng Hải quân, cam đoan với Ủy ban Quốc hội Đức rằng họ sẽ không đến, bởi vì những tàu ngầm của chúng ta sẽ nhấn chìm họ trên Đại Tây Dương. Nhìn từ quan điểm quân sự Mỹ thì chẳng là gì. Erich Ludendorff đồng ý và tin rằng lực lượng tàu ngầm hùng hậu của Đức sẽ ngăn chặn được quân Mỹ vượt Đại Tây Dương để chi viện cho phe ước. Tuy nhiên tất cả đã lầm. Những tàu ngầm của Đức không bao giờ có thể tiêu diệt được hết thuyền của Pháp và Vương quốc Anh. Sau tuyên bố của Capelle 3 tháng, thì những đoàn tàu hộ tống, những bãi mìn và những đội tuần tra trên không đã lật ngược thế cờ trước dàn tàu ngầm hùng hậu của Đức. Đơn vị đầu tiên trong đội quân 4 triệu người của Mỹ đã có mặt tại Pháp và bước ngoặt quan trọng nhất cuộc chiến đã xảy ra. Lục quân Mỹ không có đủ pháo, súng liên thanh, xe tăng và máy bay ư. Quân Hiệp ước có rất nhiều để trao cho họ, và liên quân Mỹ, Anh, Pháp bắt tay ngay vào một kế hoạch phản công. Những người Đức tiến công Arras, một khu vực phía bắc nước Pháp cách biên giới Đức và Bỉ khoảng 60 km, một trong những nơi tập trung quân Anh và Pháp. Nhân vào đêm tối, Ludendorff tập trung những binh lính tinh nhuệ nhất và mở đầu trận chiến với màn bắn phá dữ dội từ hàng trăm khẩu pháo. Màn công phá này vô cùng bất ngờ. Nó đột ngột tới nỗi mà nhiều đơn vị lính Đức nghe tiếng pháo nổ mà còn không rõ đơn vị pháo binh của mình ở đâu. Họ sử dụng cả chất nổ có sức công phá mãnh liệt và đạn chứa khí. Sau màn mưa đạn pháo đó, bộ binh Đức ao ao tiến lên dưới màn khói dày đặc. Quân đoàn số 17 của quân Đức tiến công chính, và Arras, quân đoàn số 18, sẽ đóng vai trò bảo vệ sườn phía nam của quân đoàn số 17. Liên quân Anh-Pháp cũng tổ chức trận đánh dữ dội. Đoàn quân số 17 gặp trở ngại ở ngay trước cửa ngõ của Arras. Thế nhưng, lập tức quân đoàn số 18 đã tấn công và xuyên thủng phòng tuyến của liên quân ở một vị trí yếu điểm. Lẽ ra, nếu tỉnh táo hơn thì Ludendorff sẽ phải dồn toàn bộ lực lượng dự bị của mình tới chi viện cho quân đoàn số 18. Quân đoàn số 18 đã phá vỡ phòng tuyến kháng cự chính của quân liên minh và đang khoan sâu vào Arras. Lúc này, họ đang ở phía sau lưng của quân Hiệp ước. Quân chủ lực của phe Hiệp ước thì đang cầm cự với quân đoàn số 17, và chỉ một nỗ lực tấn công nữa thôi thì thế trận của liên quân Anh-Pháp có thể bị vỡ. Quân Anh và Pháp có thể bị chia cắt và quân Anh có thể bị đẩy về eo biển Manche. Thế nhưng thay vào đó thì Ludendorff ra lệnh cho quân đoàn số 18 phải dừng lại. Ngay từ đầu, ông đã dự tính quân đoàn số 18 chỉ làm nhiệm vụ thu hút hỏa lực và yểm trợ cho quân đoàn số 17. Thế nên, ông đã không muốn đơn vị này tiến sâu mà phải giữ khoảng cách với quân đoàn số 17. Ông điều toàn bộ lực lượng dự bị tới quân đoàn số 17. Những trận chiến ác liệt liên tiếp xảy ra trong vòng 2 ngày. Thế nhưng dù với quân dự bị thì quân đoàn số 17 vẫn không thể lấy được Arras và đã bị thương vong nặng nề. Nhận ra sai lầm, lúc này Ludendorff ra lệnh cho quân đoàn số 18 không cần yểm trợ cho quân đoàn số 17 nữa mà tức tốc tiến quân tới Amiên, hậu cứ quân của Arras. Thế nhưng lúc đó thì quân Hiệp ước đã kịp thời đưa lực lượng dự bị tới và chặn đứng quân Đức. Bất lực, vào ngày 4 tháng 4, Ludendorff đã hủy bỏ cuộc tấn công. Ludendorff một lần nữa lại cố gắng tấn công vào các căn cứ ở phía bắc nước Pháp vào ngày 9 tháng 4. Dù đã mất đi yếu tố bất ngờ, nhưng quân Đức vẫn tấn công vô cùng hăng hái. Thay vì điều động toàn bộ binh lính tấn công vào một, hai cứ điểm, Ludendorff đã tung ra nhiều sư đoàn tấn công trên nhiều khu vực trên toàn mặt trận. Dần dần thì nó cũng trở thành một cuộc tấn công dốc toàn lực. Thế nhưng người Pháp và người Anh đã qua giai đoạn bất ngờ. Không có bất cứ một đơn vị nào của Ludendorff vượt qua được đợt phòng tuyến. Tất cả những chỗ hở đều được liên quân Anh-Pháp vá lại. Ludendorff điên cuồng tung vào đây nhiều quân hơn, và rồi sẽ lại nhiều quân hơn nữa. Thế nhưng ông ta không thu được gì ngoài việc số thương vong nhiều hơn. Mặc dù chiến thuật lúc đầu của Ludendorff là ông ta sẽ tránh các cứ điểm ngoại vi mà chia nhỏ lực lượng để tấn công thẳng vào trung tâm phòng thủ, nhằm những chỗ sơ hở mà tốc chiến tốc thắng. Thế nhưng cũng chính ông đã đi ngược lại chủ trương của mình. Trong trận Arras, ông không dám chia lực lượng của mình là trung đoàn 17 và 18 ra để tấn công vào phòng tuyến yếu nhất. Ông đã thiếu đi sự quyết đoán và liều lĩnh, mà lại cẩn thận và cầu toàn vào thời khắc quan trọng nhất. Ludendorff vẫn không chịu dừng lại, ông ta tổ chức tấn công một lần nữa. Lần này, ông cho các đơn vị tinh nhuệ bí mật di chuyển, vòng qua sau lưng các phòng tuyến của liên quân và tấn công vào các căn cứ trung tâm của nước Pháp. Đây là một hành động khá liều lĩnh khi mà quân Đức đã đi sâu vào đất địch. Cuộc tấn công này chậm hơn một tháng so với toán tính của quân Đức, bởi vì họ đã mất quá nhiều thời gian ở mặt trận phía Bắc. Cơ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo quân Hiệp ước về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Thế nhưng trước những thắng lợi ở mặt trận phía Bắc, lúc này thì tới lượt chỉ huy của Anh và Pháp
lại mắc sai lầm. Họ quá chủ quan và sự cảnh báo này đã bị phớt lờ cho tới khi những tù binh bị bắt và xác nhận điều đó. Quân đoàn số 6 của Pháp bất ngờ bị tấn công, người Pháp lúng túng và một số lượng lớn binh sĩ bị tàn sát khi chưa sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng, như đã nói ở trên, nhờ có sự xác nhận từ tù binh, Pháp đã nhanh chóng điều thêm lực lượng dự bị ở các khu vực khác tới phản công. Cùng với sự giúp đỡ của cả Mỹ, quân số của Đức vốn ít thì nay lại càng lép vế hơn với sự trợ chiến của người Mỹ cho Pháp. Những người Đức đã tìm cách vượt qua Marne, nhưng một cuộc phản công của Liên minh đã đẩy lùi họ. Tình thế đã thay đổi, Ludendorff đã hết thời gian và ông thì không còn ưu thế về quân số nữa. Quân Mỹ đã bắt đầu tham chiến trong một cuộc phản công của phe Liên minh. Đáng ra ngay từ đầu, quân Đức lên tổ chức các trận đánh kiểu này. Thế nhưng đáng tiếc là Ludendorff thì lại cứ chần chừ và giờ thì đã quá muộn cho sự cố gắng. Vào ngày 7 tháng 8, quân Hiệp ước bí mật tập trung 456 xe tăng của quân Anh và Pháp bất ngờ tấn công quân Đức trên toàn tuyến. Theo sau xe tăng là bộ binh. Ludendorff mất tinh thần. Ngày 8 tháng 8 là ngày xui xẻo nhất của quân đội Đức trong lịch sử chiến tranh. Quân Đức đã bị bất ngờ và đây là lần đầu tiên mà phe đồng minh gây được bất ngờ cho Đức. Ludendorff buộc phải tổ chức rút lui và dù có phải rút lui, thế nhưng Đức thì vẫn rút lui rất trật tự và có kỷ luật. Chính vì vậy, họ tránh được tối đa thương vong. Việc giữ được phần lớn quân số khiến cho Ludendorff lấy lại tinh thần và ông thì lại muốn tiếp tục chiến tranh. Thế nhưng không một ai ngoại trừ vua Đức muốn như vậy. Người dân Đức thiếu nhiên liệu và lương thực thì họ đã thương vong quá nhiều. Cuộc cách mạng đang được chuẩn bị ở Đức. Sau đó, những binh lính của Anh và Pháp ở căn cứ Hy Lạp đã tấn công Bulgari và Bulgari đã đầu hàng. Thổ Nhĩ Kỳ thì bị đẩy lùi ở Palestine và cũng đã đầu hàng. Italia và Áo thì đã ra khỏi cuộc chiến. Ludendorff bị buộc phải từ chức và vua Đức cũng bị yêu cầu thoái vị. Cuộc chiến tranh này liệu có chấm dứt chiến tranh? Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã kết thúc trong vòng 4 năm. Cuộc chiến tranh này đã sát hại nhiều binh lính hơn so với bất cứ cuộc chiến tranh nào khác trước đó trong lịch sử. Tất cả các đế quốc ở châu Âu đều bị phá hủy, nên quân chủ đã biến mất hoàn toàn ở châu Âu, chỉ còn một vài ông vua bù nhìn. Trung và Đông Âu đã bị tàn phá bởi sự hỗn loạn. Và cũng chính sự hỗn loạn này đã sinh ra một thế hệ những nhà độc tài tàn ác mà Adolf Hitler là một trong số những nhà độc tài lớn nhất. Câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu như cuộc tấn công của Ludendorff thành công? Câu hỏi này thực sự rất khó trả lời. Tất cả châu Âu thì đã kiệt quệ, Nga thì ở trong một cuộc nội chiến, mà sau này những người cộng sản đã chiến thắng. Ottoman thì đã biến mất mãi mãi và không có gì để có thể khôi phục lại nó. Quốc gia Áo và Hungary thì đã tan vỡ. Trong số các nước tham chiến, chỉ có Mỹ và Nhật Bản là tương đối không bị ảnh hưởng. Thế giới có lẽ đã khác nếu như Đức chiến thắng. Thế nhưng từ tình huống này thì cũng không thể khẳng định được Đức liệu có thể lật ngược thế cờ hay không. Bởi vì 4 triệu quân Mỹ tham chiến sẽ khiến cho cuộc chiến này càng giằng co thêm. Các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.